Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua hàng online, và đây là cái chiếc máy đầu tiên mình mua ở trên Facebook đây, con Huawei Nova 3. Cách đây tầm khoảng là 3 ngày trước thì mình có lướt ở trên Facebook, ở trong group Huawei á, thì thấy có một cái post rao bán một số những dòng máy, và trong đó thì có con Nova 3 này với mức giá là 3.190.000 đồng. Thì mình thấy đây là một cái mức giá cũng ổn. Vậy thì tại sao mình lại mua con Nova 3 này? Bởi vì cái con Nova 3 này thì vào hồi năm 2018 thì nó bán với phân khúc giá tầm là 10 triệu đồng. Nói chung nó bán ở cái tầm cao cấp. Nó là cái phiên bản cao hơn con Huawei Nova 3i. Con 3i thì nó bán trong tầm khoảng 7 đến 8 triệu đồng, đúng không? Còn con này thì nó bán cao hơn này. Và thời đó thì mình cũng rất thích con này bởi vì thiết kế nó khá là đẹp. Nhưng mà cái thời điểm đó là mình không có cơ hội để mà review con máy này. Đó, kể cả là trên kênh Đam Mê Công Nghệ cũng chưa từng có một cái video nào về con Nova 3. Thời đó thì mình thích thiết kế con máy này, với lại là nó trang bị con chip là Kirin 970. Đây là hai lý do chính khiến mình quyết định mua con Nova 3 với mức giá là 3.190.000 đồng. Đó, thực ra là trong tầm giá 3 triệu đồng thì cũng được, không phải là một cái mức giá quá thơm, nhưng nó cũng ổn so với lại là những cái thông số cấu hình của con Nova 3. Cho nên là mình quyết định về mua để test xem như thế nào, cũng như là chia sẻ với các bạn một số những kinh nghiệm khi mà chúng ta mua hàng ở trên Facebook. Đó, mua hàng trên Facebook cơ bản cũng là mua hàng online thôi. Nó cũng giống như kiểu là mua ở trên Shopee. Tuy nhiên nó sẽ có mức giá rẻ hơn ở trên Shopee nữa, bởi vì các bạn biết lý do tại sao không? Nếu như bán hàng ở trên Shopee thì các shop chúng ta phải trừ ra một cái khoản phí họ phải trả cho là Shopee. Bởi vì bản thân mình cũng là một cái người bán hàng ở trên Shopee á, với shop Đam Mê Công Nghệ Store, thì mình biết rõ cái điều này. Người bán hàng sẽ phải chia một ít lợi nhuận cho Shopee. Thì mình sẽ là cho các bạn xem luôn ha. Đó rồi, lấy cái con này đi, Reno 3. Ví dụ mình bán mức giá là 4.790.000, nhưng mình phải chia cho Shopee là 115.000, là tính ra mình chỉ được là 4.624.000. Đó, cho nên các shop ở trên Shopee thì họ phải xét một cái mức giá, mà trong đó họ phải trừ ra cái khoản phí cho Shopee. Còn trên Facebook là đó, rao bán miễn phí, đâu phải là tốn tiền cho Facebook đâu, nên là mức giá nó sẽ là thường tốt hơn. Nên là mình thấy là trên Facebook có rất nhiều cửa hàng hoặc là các thương gia mối lái họ rao bán. Ở trên Facebook thì mình thấy sẽ có hai người bán này, hai loại người bán tiêu biểu. Một là cá nhân, có thể là người dùng bình thường, họ không phải là kinh doanh buôn bán gì, họ xài những cái dòng máy họ có nhu cầu bán lại để lên đời, hoặc là thiếu tiền họ bán gì đó thì họ cũng sẽ là đang bán trên đó. Thường những người đó thì mình thấy là hên xui nha, có người thì họ bán mức giá hợp lý, có người bán giá rất cao, bởi vì cơ bản họ là người dùng bình thường, họ không có kinh nghiệm để mà định giá smartphone. Và người dùng thứ hai cũng rất đông này. Mình nghĩ là hai cái kiểu người bán vậy là nó đều chiếm 50-50 á. Thì người thứ hai chính là các cửa hàng hoặc các thương gia, họ gom máy, họ tìm máy rồi họ bán lại ở trên đó. Thì những cái này thì đó, đa số mình thấy là đều xét những cái mức giá khá là ok. Nhưng mà cái việc mua bán ở trên Facebook thì nó cũng rất là hên xui, nó y chang như kiểu là ở trên Shopee vậy á. Nên là các bạn phải là biết cách chọn hàng, hoặc là phải lưu ý thật kỹ thì mới chọn được những cái chiếc máy nó ok ha. Cũng không nên chúng ta ham đồ rẻ quá để mà bị lừa đảo hoặc là thế này thế kia. Đó, thì trên Facebook có hai kiểu người đó, thì họ thường rao bán là đa số là trong các group á, có thể là group của các hãng Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo. Và thứ hai thì họ rao bán trên những cái group mua bán điện thoại cũ. Thì mình cũng có join vào một số những cái group đó, mình follow á, thì thấy ok. Đối với việc các bạn mua máy ở trên Facebook thì có hai trường hợp. Một là nếu như các bạn ở gần cái chỗ người bán thì có thể là qua trực tiếp nơi tận nơi để mà chúng ta xem hàng các kiểu, rồi sau đó chúng ta mới quyết định mua. Và mình cũng khuyến khích các bạn là nên như vậy. Có nghĩa chúng ta qua tận nơi, chúng ta phải xem trực tiếp máy như thế nào, xem máy thật kỹ, y chang như kiểu các bạn ra cửa hàng á. Thì khi nào thích thì chúng ta mới mua. Và thứ hai, các bạn ở những cái nơi cách xa người bán á, có thể là ở những cái tỉnh thành khác, và mà các bạn rất thích những cái chiếc máy đó, thì buộc chúng ta phải theo hình thức đó chính là ship. Đó, và khi ship thì bắt buộc các bạn sẽ phải cọc cho cái người bán, đúng không? Bởi vì người bán họ cũng sợ mà. Ví dụ như cái ship ra bị bom hàng. Cái này là mình cũng có bán Shopee nên là mình rất hiểu cái điều này. Cứ tầm khoảng là 5 đơn ở trên Shopee thì sẽ có một đơn bị bom hàng, bởi rất nhiều những cái lý do khác nhau đều bị bom hàng và không nhận hàng. Nên là cái việc mà người bán bắt cọc, bắt các bạn cọc ấy, thì cũng tương đối là dễ hiểu mà thôi. Thì thường họ sẽ là bắt cọc tầm 200.000-500.000 đó. Nhưng mà mình nghĩ mức cọc hợp lý nhất sẽ là tầm 200.000, để lỡ các bạn
máy đến nơi mà các bạn thấy có điều gì đó không ưng ý, các bạn không mua á, thì các bạn mất cọc 200 ngàn thì cũng đỡ tiếc. Rồi nói về vấn đề mất cọc thì đây là cái điều hầu như là 99%, nếu như các bạn cọc các bạn không lấy máy là thường là sẽ bị mất nha. Nếu như các bạn mua ở các cửa hàng và các thương lái họ rao ở trên Facebook á, đó bởi vì những người đó họ làm ăn buôn bán thì họ phải tính toán lợi nhuận các thứ, thì họ không thể nào mà họ trả lại cọc các bạn, chỉ trừ những người mà họ tình cảm họ tốt thì khi đó họ mới trả cọc cho các bạn. Nhưng mà cái trường hợp đó thì mình nghĩ là cũng khá là hiếm, nên là đó các bạn phải là cân nhắc thật kỹ trước khi mua hàng. Và để mua hàng trên Facebook á, các bạn phải là hỏi cái người bán, bởi vì là đa số là hàng cũ mà, hàng mới thì cũng có những ít, tức là các bạn phải hỏi là tình trạng máy như nào. Đó, mình mua của cái bác này ở trên Facebook này, đó mình sẽ đấy thì mình sẽ nói bác đó là cho xem ảnh sản phẩm thực tế như thế nào đó, và hỏi bác đó là một số những cái vấn đề nó có bị gì không. Bác này nói là tróc sơn một tí này, hết bảo hành hay không này, bla bla, rồi là một vài những cái thông tin các bạn hỏi càng kỹ càng tốt nha. Đó, và với con Nova 3 này có một cái điều là cái người bán này là không mô tả kỹ cho mình, mặc dù nó cũng cũng là một cái thông tin quan trọng. Thì con Nova 3 này nó là cái phiên bản gọi là sách tay chứ không phải là bản quốc tế bán ở thị trường Việt Nam nha. Đó, đây là cái hộp này mình nhận được này, hộp sách tay nên là nó có tiếng tàu, còn nếu như hộp chính hãng thì đó nó sẽ không có những tiếng tàu này, theo mình nghĩ là như vậy. Thôi thì cũng chấp nhận được, bởi vì là cho dù là hàng sách tay thì nó cũng không quá gọi là quan trọng. Hàng chính hãng thì tất nhiên nó sẽ có lợi thế, nhưng mình nghĩ là nó cũng 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 như vậy thôi, nó cũng không có những cái lợi thế gì mà thực sự mà nó cách biệt. Nhưng mà rõ ràng là cái bác bán đã không mô tả rõ và mình cứ tưởng đây là hàng chính hãng. Chứ nếu như mình biết đây là hàng xách tay thì nhiều khả năng mình sẽ cân nhắc lại, mình không mua. Và phụ kiện bên trong khá là cũ, có cáp tai C và đây là cái bộ sạc của con Nova 3 này. Củ sạc này có công suất đó chính là 18W. Đó, tầm tầm như là Quick Charge 3 18W. Phụ kiện thì khá là cũ, hộp thì nó cũng tương đối. Còn người bán mô tả là con này 98% thì mình nghĩ là cũng 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 tầm khoảng là 97 98 thật. Đó, mô tả về hình thức thì nó cũng được. Nói chung con này thì nó không phải là mới keng tầm 99%. Nhưng mà nó cũng không phải là quá cũ, kiểu là quá cũ nát các thứ, thì nói chung ok, có thể gọi nó vào tầm 96 đến 98% được. Và khi các bạn mua cũ thì chúng ta phải là đó, check kỹ những cái chức năng của máy. Và đó, như là về cái phần hình thức bên ngoài này, chúng ta xem có trầy xước cắn móc hay không. Có trầy xước bên dưới này thì có thể là bị rớt đó, hoặc có thể là để trong túi quần chìa khóa nó cà vào, hoặc những cái vật kim loại sắc nhọn nó cà vào. Còn cổng tai C này thì đó có vẻ là dấu hiệu đã sạc cũng hơi hơi nhiều rồi, nên là nó bị kiểu nó bị trơn sơn của nó đó. Đây cũng có một ít vết gọi là xước sát đó. Cảnh phải thì nó đẹp, những cái phím này cũng đẹp, cảnh trên ok, cảnh bên này thì nó cũng tương đối ok, nó cũng có một số những cái vết nhưng mà cũng được chấp nhận được. Mặt lưng thì cũng khá đẹp, cụm camera không bị trầy xước, nó vân tay ok. Rồi cái mặt kính này thì cũng cũng không bị trầy xước, cũng khá là ổn áp. Các bạn phải nhìn vào cái phần tiếp giáp giữa màn hình và cái bộ khung này xem nó có khít không nha. Nếu như nó không khít thì chứng tỏ là có thể là bị tháo ra sửa chữa hoặc là làm cái gì ở bên trong đó rồi. Đó, luộc đồ linh ta linh tinh, xào xáo đâu gì đó. Nhưng mà với con máy này thì mình thấy nó khá mới, khung nó cũng khít, nên mình nghĩ là chắc không phải đâu, chắc cũng còn zin chứ chưa gọi là sửa chữa hay là thay thế gì cả. Đó là mình nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra là hên xui thôi nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái này chắc là 80% là còn zin, không có vấn đề gì. Ok, thì mình sẽ là quay lại review một tí về con Huawei Nova 3 này đi, bởi vì mình đã trải nghiệm nó tầm 2 ngày rồi. Và cái điều đặc biệt là mình sẽ là thanh lý lại cái con máy này với mức giá rẻ hơn, thực sự 3 triệu 2 thì con này mình đánh giá mức nó bình thường đúng không, đó không rẻ nhưng cũng không quá mắc. Nhưng mình sẽ là thanh lý nó với giá 2 triệu 5 thì mình nghĩ mức giá 2 triệu 5 thì rất rất ok với một con máy như này, là nó cũng cũng có thể coi là hời thật. Vậy thì nếu như bạn nào muốn mua thì có thể là xem hết cái video này mình review ha. Và mình tiếc là chỉ có một con máy, nên là bạn nào may mắn mua được thì ấy ha, chứ mình cũng không có nhiều. Mình các bạn khác thì không mua được thì thông cảm cho mình, bởi vì trong những cái video sau thì mình tất nhiên mình sẽ phải thanh lý, bởi vì mình mua máy về mà mình không thanh lý là mình không có tiền để mà mình mua những cái chiếc máy khác để mà review cho các bạn xem. Rồi, Huawei Nova 3 dòng máy cao cấp của Huawei vào năm 2018, phiên bản nó cao hơn Nova 3i, thì mình sẽ nói về thông số cấu hình. Thì con máy này nó sẽ
có Google Play hoàn toàn bình thường, bởi vì cái thời điểm nó ra mắt 2018 mà phải đến gọi là 2019 nó mới bị lệnh cấm từ Google, nên là các bạn có thể là sử dụng Google Play hoàn toàn đầy đủ bình thường nha. YouTube đó nó giống giống như là con Nova 5T ấy, là dùng rất là bình thường, không có vấn đề gì. Rồi tiếp theo về mặt thông số cấu hình thì mình đo dưới cái điện thoại thì nó đang cài trên Android 9. Mình không rõ nó được lên Android 10 hay không, nhưng vấn đề này có thể là hên xui nha. Nhưng mình nghĩ Android 9 là xài cũng được rồi, cũng có những cái cử chỉ vuốt. EMUI là 9.1 này, máy sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. RAM ROM như thế này mà nếu như mình bán trong tầm 2 triệu năm thì quá ok đúng không? Còn xét trong tầm 3 triệu đồng thì cũng được, không không tệ, thoải mái lưu trữ, có khe cắm thẻ nhớ ngoài. 6GB RAM thì cũng ok để mà đa nhiệm, độ phân giải là 1080x2340 Full HD Plus. Đấy. Và máy sẽ trang bị con chip đó chính là 2 silicon Kirin là 970. Con chip Kirin 970 thì mình không làm việc bởi vì trước đây là mình đã từng review con là Honor Play này, rồi là con Honor 10 này, đó là những con máy tầm trung thời 2018 mà nó dùng chip Kirin 970. Cái con Kirin 970 nó sinh ra để cạnh tranh với con Snap 835 á, tầm tầm như vậy. Thực sự mà nói thì con Kirin 970 không phải con chip nó quá mạnh, nó không bằng được con 845, mình thấy là nó như vậy. Tuy nhiên thì nó không 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 hề tệ một chút nào đâu ha, và nó vẫn là con chip có hiệu năng xử lý tốt. Mình xếp nó có thể coi là xem với tầm con Snap đầu 7 ở giữa, như kiểu là con 720G và 730G, ít nhất là nó cũng phải bằng được những con chip đó. Rồi, những cái thông số chi tiết của con máy này các bạn có thể xem trên GSM Arena ha, và chúng ta có màn hình kích thước 6,3 inch, tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full HD Plus. Tuy là tấm nền IPS nhưng mình thấy con này nó hiển thị màu sắc tươi nha, nó có phần hơi hơi rực một tí. Đây là đặc tính trên những cái tấm nền IPS của những cái dòng máy Huawei. Và chúng ta có độ phân giải Full HD Plus, tỷ lệ 19.5:9, mật độ điểm ảnh 409 ppi, bởi vì là nó có màn hình tai thỏ ở phía trước, chứa là hai cái camera selfie và một cái loa thoại. Đấy, màn hình này thì có độ sáng và chi tiết các thứ thì ổn. Thực sự mà nói, nếu để mà nói nó đẹp xuất sắc thì nó chưa, thì không phải, nhưng nó đủ để các bạn có thể là xem phim giải trí tốt nha. Vì cơ bản nó cũng là một cái tấm nền trên một cái dòng máy gọi là cao cấp mà, à, cần cao cấp. Nó có HDR nha, bên trong này thì có những cái mức độ khác nhau, Full HD, HDR. Và HDR thì đó, các bạn sẽ xem video nó sắc nét, mượt mà, có độ tương phản các thứ thì nó ok. Ok, mình sẽ mở một cái video HDR nữa để các bạn là check cái màn hình này. Đây là mình chưa mắc độ, à, mình cũng có mắc độ độ sáng lên rồi. Sẵn đây cho các bạn nghe loa luôn, loa thì nó được, nó cũng kiểu như màn hình không quá xuất sắc nhưng mà loa nó cũng đủ để các bạn nghe bằng loa ngoài. Rồi tiếp theo về thông số cấu hình thì con chip và 2 silicon Kirin 970 6128 thì nó mang lại những cái khả năng sử dụng như thế nào, công năng sử dụng như thế nào. Với tác vụ bình thường thì ok nha, vẫn còn ổn, vẫn còn mượt đó. Có thể nói là nó không kiểu là quá nhanh mượt nhưng mà ok, xử lý như này thì mình thấy được rồi. Với những cái tác vụ cơ bản sử dụng thì quá là ok rồi. Quan trọng nhất là về cái phần gaming này, nhiều bạn quan tâm này, Kirin 970 thì game như thế nào. Thì mình có test với tựa game là Liên Quân và PUBG Mobile, cũng như là tựa game gọi là Tốc Chiến. Thì với Liên Quân Mobile thì chiến rất mượt, không có vấn đề gì ha. À, nhưng mà nó đôi lúc cũng bị tụt FPS xuống một tí, tầm khoảng là 554, 55, nhưng mà ngay sau đó thì nó lại lên cái mức gọi là 5960. Khung hình thì nó rơi vào tầm khoảng là 5x nha, khi các bạn chiến Liên Quân Mobile. PUBG Mobile thì các bạn thiết lập được ở những cái mức setting rất cao, ví dụ như là smooth lên đến cực độ luôn. Bởi vì Kirin 970 thì nó trước đây mình cũng từng test là thời 2018 là cũng set up được những cái mức setting cao, thì nó chiến cũng khá là ổn. Ổn nha, mình không nói là nó quá mượt mà, nhưng mà nó ổn, các bạn bắn PUBG được, bắn Liên Quân tốt. Và tốc chiến thì nó 60 fps, chiến ok. Bởi vì tốc chiến thì nó nhẹ, nó cũng tương tự như Liên Quân Mobile. Nói chung con này các bạn về
để chiến liên quân PUBG tốc chiến là ok nha. Chỉ có một cái điều là mình thấy là nó hơi nhanh nóng, bởi vì lý do có thể theo mình đến từ việc là đó là cái con máy này nó mỏng, kích thước nó mỏng nên là nó tản nhiệt sẽ là không quá tốt nên nó sẽ là hơi nhanh nóng, nhưng mà khi nóng rồi thì nó không kiểu là quá nóng gắt mà nó ổn định, và nên nên cũng chấp nhận được chứ không phải là kiểu là nó quá nóng thực sự mà nói luôn. Và quan trọng là về cái phần camera này, máy sẽ trang bị là camera kép 16 cộng 24 megapixel với camera selfie là 24 cộng 2 megapixel, 4 camera ở trước và sau. Thì một số những cái tấm ảnh các bạn có thể xem mình chụp từ chiếc máy này thì phải nói là camera khá là ok luôn. Các bạn có thể nhìn những cái bảng chi tiết lên ngon, thực sự nói luôn, màu sắc ok, bởi vì là con Nova 3i mình cũng đánh giá là một con máy có cam tốt rồi. Thì với con Nova 3 này là phiên bản nó còn nâng cấp hơn á, thì nó dễ hiểu mà thôi. Bầu trời trong xanh này. Đó. Thêm những cái tấm mình chụp zoom 2x cái xe ô tô này. Đó. Đây là mình chụp bình thường này. Chi tiết khá ngon lành. Khá ok luôn. Nói chung Huawei dòng tầm trung chụp ảnh cũng khá là ngon đó. Khá ngon luôn. Đó một số những cái tấm ảnh các bạn có thể là xem thêm ha. Đấy. Và cái điều mình thích chính là cam selfie con này, phải nói nó rất ảo và rất đẹp luôn. Cam selfie phải công nhận là nó rất đẹp, phải nói nó rất đẹp, phải nói là ngang với những cái dòng máy Oppo và Vivo, bởi vì cái thời điểm đó là cái con Nova 3 này thì nó cũng nhấn mạnh dòng 33i thì rất nhấn mạnh vào cam selfie, nó làm đẹp mình trở nên hồng hào các kiểu. Con này selfie rất ổn nhá. Đấy. Rồi về pin thì máy sẽ có dung lượng là 3750 mAh sạc 18W, thông số đây các bạn có thể nhìn thấy này. Và đúng như tính chất của những cái dòng máy Huawei thì nó tối ưu pin rất ok, con này pin 3750. Nhưng các bạn có tin không? Cái thật lúc mình nhận con máy này vào tối hôm kia là vào ngày tầm 12 tháng 3 ấy, là mình hiện nay là 14 đúng không? Và mình không sạc pin, lúc đó máy nó tầm 90 mấy phần trăm á, mình xài lai rai tết tết đến bây giờ vẫn còn 14% pin. Phần mềm thì đó, tuy là máy xách tay nhưng mà có Google Play bình thường đầy đủ, nghe gọi sóng sánh 3G, 4G mình test, các thứ thì đều rất ok nha, mình đều test hết chức năng con máy này rồi. Loa lủng rung rồi là vừa nghe gọi 3G. Và tiếp theo là nó sẽ có là hệ thống camera tốt, kể cả thì bạn nói mình sẽ là thanh lý lại con máy này để có tiền mua máy mới. Thì nội dung của video đến đây là kết thúc rồi.